như nào ha, thằng này chứ như nào đánh ra mày, mày thích nào, mày thích như nào, như này, như này đã cử lồn. Làm sao, làm sao muốn đánh nhau đây, nhau á? À, mặt này đánh nghe mặt này alo, chết mấy thằng, máu chảy thành sông à? Rồi, xử lý xong hai thằng này đã. Giờ mày muốn sao? Đôi môi em còn đỏ mọng, em muốn nói em yêu anh. Hiểu kiểu gì? Ngon không? Ngon không? Ê, cài bỏ mẹ chứ được. Hết nước rồi. Toàn rồi. Toàn thật rồi vui em. Đó là những biểu hiện của sự lươn lẹo. Vã cả lồn.
mà thôi. Kệ, hết cày à? Nó có mùi nhưng mà thôi. Kệ, hết cày à? Tuyệt vời, ông mặt.